Sáng nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc. Đây là đại hội điểm cụm thi đua 2 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự phiên bế mạc có Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường. Đại hội đã thông qua nghị quyết với 4 mục tiêu tổng quát, 10 chỉ tiêu cụ thể, 2 công trình và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó tập trung nghiên cứu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến công tác vận động quần chúng nhân dân, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhất là tại các cơ sở tôn giáo và các khu dân cư, quan tâm giới thiệu những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, đồng thời tiếp tục đổi mới thực chất, hiệu quả tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 69 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, nhiệm kỳ 14, đồng thời hiệp thương cử ra ban thường trực gồm 5 thành viên. Bà Nguyễn Thị Thu được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, nhiệm kỳ 2024-2029.